xin chào tất cả anh chị em đam mê âm thanh trên mọi miền tổ quốc. Chào mừng anh chị em đã đến với kênh TikTok của Acha Audio. Trong clip này thì nhân tiện em đang đi bàn giao một con loa 4 tấc cực kỳ chất lượng và xịn sò cho hai vợ chồng anh chị trồng rau tại khu vực Củ Chi. Thì nhân tiện đang trong quá trình test nhạc cũng giống như chỉnh lại âm thanh cho anh chị thì em quay clip này nhằm giới thiệu về mẫu loa này cho anh chị em mình được biết, và nếu mà có nhu cầu thì hãy liên hệ đặt hàng bên shop em nhé. Rồi, đây video này của anh chị em mình đây là một con loa 4 tấc đôi đến từ thương hiệu Bimax. Đấy. Và loa được thiết kế với 3 đường tiếng bass mix chép đầy đủ với bass 40. Đấy, cho tiếng ấm trầm cực kỳ chất lượng luôn, và chép cho tiếng trong sáng. Đấy, phối hợp giữa bass chép trung thì cho ra chúng ta một tiếng nhạc cũng giống như hát karaoke cực kỳ chất lượng và nghe rất chúng ta nhá. Thì đây là một cái dòng loa với thiết kế nhỏ gọn và rất đẹp, di chuyển dễ dàng, rất thích hợp cho anh chị em mình chơi trong những cái buổi tiệc nhỏ và đi khu vực xa, cực kỳ ok luôn. Và đối với dòng loa này thì loa 4 tấc và được tích hợp với một cái bo mặt cực kỳ hiện đại nhất hiện nay, đầy đủ retro reverb và các nút điều chỉnh giống như loa bass chép đầy đủ nha. Và đặc biệt là có Bluetooth 5.0, đấy, cực kỳ bắt với điện thoại, cực kỳ mạnh mẽ luôn, không có bị tín hiệu chập chờn. Và đối với loa thì có micro 2 cái, và micro thì hiện tại thì mic hát rất nhẹ, đấy, cực kỳ nhẹ luôn và ít thú, nên anh chị em mình yên tâm nhá. Và đối với dòng loa này thì hiện tại bên em đang bán về một cái giá rất tốt, cực kỳ tốt luôn, nên anh chị em mình hãy liên hệ để đặt hàng nhanh không hết. Đối với dòng loa này thì bên shop em đang bán trên toàn quốc và ship online luôn, nên anh chị em mình yên tâm và bảo hành trong vòng 1 tháng nha. Rồi, em xin chào, hẹn anh chị em những clip tiếp theo.